Thưa quý vị, có một doanh nhân gắn bó với Việt Nam gần 20 năm qua và gần một nửa thời gian trong số đó thì anh gắn bó với hạt cà phê Arabica và những người nông dân trồng ra nó. Rudy Van Bourg coi việc xuất khẩu cà phê Arabica ra thế giới là mục tiêu để anh phấn đấu mỗi ngày. Và trong mục Việt Nam nơi tôi đến ngày hôm nay thì hãy cùng đến với câu chuyện của doanh nhân người Hà Lan này để thấy tinh thần khởi nghiệp đã giúp anh gắn kết với Việt Nam ra sao. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới, nhưng chủ yếu là cà phê Robusta. Trong khi đó, Việt Nam cũng có thể trồng được loại cà phê Arabica thơm ngon. Rudy Van Bourg đã sớm nhìn ra triển vọng của loại cà phê này. Anh dành 7 năm để nghiên cứu về cà phê Việt Nam. Mở quán bán cà phê cho khách du lịch quốc tế ở Hội An, nơi anh và gia đình sinh sống, để tự mình tìm hiểu về thị hiếu cà phê của khách và điều chỉnh cách thức kinh doanh. Cuối cùng thì thành công đã đến. Lúc đầu chúng tôi tính phải mất 5 năm để tự tin đưa cà phê Việt vươn ra thế giới. Nhưng chỉ sau 3 năm thì một tập đoàn Hàn Quốc tiếp cận chúng tôi và đi tới một thỏa thuận nhượng quyền. Chúng tôi cũng đạt một thỏa thuận nhượng quyền lớn với hai doanh nhân tại Amsterdam. Nhờ vậy, chúng tôi có thể xuất khẩu Arabica, loại cà phê được uống nhiều nhất ở Hà Lan, thông qua họ. Năm ngoái, chúng tôi đã xuất khẩu 60% sản lượng của nông dân trong chương trình của chúng tôi sang Hà Lan. Rudy tìm đến tận những vùng sâu vùng xa như xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu về cách người dân nơi đây trồng cà phê. Anh quyết tâm đồng hành cùng các hộ gia đình người dân tộc Bru, Vân Kiều tại đây giúp họ áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng bền vững để nâng cao chất lượng và giá trị của hạt cà phê Arabica. Thông thường khi 60-65% trái cà phê đã chín thì họ hái một loạt, tuốt hết trái cà phê xuống một tấm lót ở dưới. Nhưng chúng tôi trả giá cao hơn để nông dân hái cà phê bằng tay, khi thu hoạch sẽ chọn được hạt chín 100%, vất vả hơn, tốn công sức hơn, nhưng thực tế là chất lượng cà phê tốt và hiệu quả hơn. Mỗi năm, doanh nghiệp của anh Rudy thu mua 10-15 tấn cà phê Arabica của bà con dân tộc Bru Vân Kiều tại xã Hướng Phùng để tiêu thụ và xuất đi một số nước. Dù việc kinh doanh phát triển chuỗi cửa hàng cà phê Arabica khá bận rộn, nhưng Rudy luôn dành thời gian cho gia đình. Với anh, những phút giây hạnh phúc nhất là được ăn cơm cùng cả nhà, thưởng thức những món ăn Việt Nam như rau muống xào tỏi hay cơm rang. Anh Rudy là một người ăn rất là quan tâm tới những thành viên trong gia đình. Những cái sự kiện lớn trong nhà thì anh Rudy luôn luôn có mặt. Anh Rudy như là người con thứ 13 của bố mẹ tôi. Rudy cho biết tới đây, anh sẽ tiếp tục nhượng quyền mô hình kinh doanh quán cà phê của mình tại Hội An như một cách để tiếp tục đưa cà phê Việt vươn xa ra thế giới.